có hai bên có còn nguyên nguyên xương từ đây. Anh Tây là gì nhỉ, em check lại nhỉ, anh có ký hợp đồng với phía đơn hàng không? Có. Con này giờ về bên em đang bán trên web là 35 triệu. Thế em xem website bên em tại là chip cao. Chip cấu cao. Mua nhà sản xuất nữa. Em về được hai con thì anh là một con. Em rửa tay cũng được. Đây nó rẻ, chip xe ông rẻ quá. Siêu nữa trong hàng chuẩn. Rời lên ngoài sạc đấy, tải được không? Con sạc là cái khác hả? Pin đấy. Căn bản mình làm kỹ thuật nên... Rồi, đúng rồi, xong rồi bên. Dòng này là không có mắt quang. Cái này là vân tay. Đây, vân tay có bày trên web ấy, nó có mắt quang ở đây đang hỏi màu thế là pin rồi nha. Anh đã mua máy nào của em chưa? Hay làm sao lại biết đến bên em nào? Thì em cũng tham khảo về trên web trước. À. Xong là tìm hiểu. Đầu tiên em đặt hàng bên King Pro. Vâng. Thì họ không có dòng đời như thế. Anh tìm hiểu thì chế độ đặt hàng bên mình thì trả nó ưu đãi. Ôi cái này thời gian đầu. Và lâu một chút. Họ không đợi về sản phẩm nó cũng nguyên tem nguyên mác. Tốt. Này còn quá tốt luôn. Chắc cái này nó phải bung. Vâng đúng rồi, bung nguyên đi ạ. Nick Kibos có finger bây giờ. Mình mua đợt này liệu có được khuyến mại gì không nhỉ? Tại vì đợt trên web có chương trình khuyến mại đúng là đợt mình mua. Và cái này đang tặng em túi với lại túi sách với lại túi sống của anh thôi. Còn cái gì cần chuột. Và chuột không có một chuột. Bùng bình. Chung.
tên máy là gì ạ? Mình là Cường. Tên đi, Cường. Không bám luôn. Có đấy, cái này dòng này là rất là bám luôn. Chạm tay nó bay luôn. Đấy. Tay em thì hay ra mồ hôi. Anh chưa đủ liều. Cái này hình như chỉ khung thôi, còn đây là nhựa. Trong này không được đánh giá cao lắm, như dòng P1. Nhưng mà giá nó cao hơn nhiều. Giá nó hợp lý. Giá P1 giá cao lắm. P1 giá cao. Mình không mua được. Một loại mỏng nhẹ hơn. Kiểu như bên đeo với dòng 7.000 thì nó to, với dòng 5.000 thì nó kiểu dạng như IPS. Mình thích kiểu dáng của đeo nhưng mà thích tinh pát rồi. Có thích tinh pát hơn, tinh pát nó chất hơn, chất hơn. Thiên về kỹ thuật nhiều hơn, vuông vức, còn bền. Cực kỳ bền. Ngày xưa mình có cái dòng T còn đổ nước các kiểu. Con này cũng có, con này cũng có thử tra. À đấy. Tại sao không thấy cái cổng thoát nước của nó? Có. Có đây. À đây có con này. Có. Đây, con này có trong tràn. Mình không con quay video cẩn thận với nhé. Quay chi tiết vào. Vâng. Đây. Xin mấy kiểu ảnh rồi em còn một con nữa. Con kia khách hàng sau.